Hello chào các bạn ha. Hôm nay các bạn ơi, hôm nay hoa hoa mai rủ, cây hoa mai rủ mà hoa mai Nhật á của mình nó nở bông rồi nè các bạn. Lặt lá hồi tháng 11 ha, lặt lá hồi tháng 11. Các bạn có cái cây hoa mai này phải lặt lá nó mới ra bông nhiều các bạn ơi. Đợi nó tự động nó rớt lá thì qua tháng 2 nó mới có bông. Mình lặt sớm á, lặt tháng 11 thì bây giờ nó có bông lai rai. Nó có bông lai rai tới Tết Tết Mỹ, Tết đến Tết Việt Nam luôn á các bạn. Tưới phân booster vô nghe các bạn, phân 10 52 10 đó, phân bông á. Kích ra bông, lặt lá xong rồi tưới phân bông nha các bạn. Cho nó có nhiều bông cho nó kích thích nó, cho nó kích thích với lại nó có phân á. Nó giúp cho cây khỏe, cây héo thì cây ra nhiều bông cho mình, cho mình ngắm nha các bạn. Nhà mình lặt lá xong rồi cũng cho phân luôn đó, cho phân hàng tháng luôn á các bạn. Nếu mình trồng hoa mình phải cho phân bông hàng tháng luôn á, nó mới có đủ sức nó ra bông, chứ không hề nó cằn cỗi á, nó thiếu phân nó không có ra hoa đâu các bạn, không có ra hoa đẹp rực rỡ đâu. Phải cần phân. Rồi các bạn mua cái hộp phân đó trên Amazon á, có 12 đồng à. Đánh tên vô là 10 thân 52 10 cái là nó nhảy ra cái hộp phân đó là các bạn. Không cần phải link gì hết nữa, mình vô Amazon mình đánh 10 52 10 fertilizer là nó ra. Nên các bạn không cần phải hỏi link gì hết á. À, các bạn ha. Cứ vậy mà mua thôi, bình dân giáo dục ha, mình không rành mấy cái vụ linh linh đó đâu. À, mình chỉ biết nói đánh lên rồi cái tên gì cái nó nhảy ra cái mình mua luôn, là mình mua đây các bạn thấy không, mới cái tháng này mình nó ra bông đẹp như vậy rồi thì thôi, chứ nó sẽ ra dài dài tới Tết luôn á các bạn. À, cái bông này nó cái màu vàng rực rỡ ha, các bạn thấy chưa, quá đẹp luôn, không tưởng tượng nổi các bạn ha. Mà các bạn ngắm sơ khởi thôi, đầu mùa thôi nha các bạn, mới vô đầu mùa thôi nha. Từ từ em sẽ khoe sắc, em sẽ nở một cây rà vàng rực luôn cho các bạn ngắm nha. Mình có tới mấy cây luôn, mấy cây bự giống vậy nha. Từ từ mấy cái em khoe sắc là mình quay lên cho các bạn mắm, cho các bạn ngắm ha. Một làng mai luôn, một làng mai Nhật luôn, một dãy luôn á. Rồi mời các bạn ngắm em đi, thoải mái đi ha, ngắm hoa thoải mái đầu óc, ngắm hoa xả stress các bạn ơi. Hoa tươi nữa các bạn, hoa tươi mới nở nè, hôm nay nở nhiều nè. Ngắm em với em vui á, cho em khoe sắc cho nhiều cho mình ngắm các bạn ha, khen em một chút. Em nở đẹp quá đi em. Em phải ráng nở cho đẹp để chị quay phim cho các bạn ngắm em nha. Cho em khoe sắc nha, khoe sắc thấm luôn, em khoe sắc từ đây tới Tết luôn á. Rồi, mời các bạn thưởng thức hen. Ngắm hoa hen, thư giãn nha. Xả stress nha. Hello các bạn ơi, chào các bạn. Cái chậu hoa ngọc bích của mình nè, nó nở nè các bạn. Sâu chuỗi ngọc bông vàng. Ui da, ở đây là nở rộ đó các bạn, nở rộ. Các bạn thấy bông vàng nó hiện lên đẹp không? Hiện lên với là cái mấy cái ngọc bích màu tím tím này các bạn, mấy cái ngọc bích màu tím tím nó ẩn hiện sau cái bông vàng như bông cúc vậy đó, đẹp chưa. Bữa nay là nó nở rộ nhiều bông lắm rồi đó nha, nhiều bông lắm lô luôn đó các bạn. Mời các bạn ngắm nha, thưởng thức nha. Hoa ngọc bích này, hoa sen đá ngọc bích, sâu chuỗi ngọc, đặt cái tên cho nó đẹp một chút.
À, đặt cái tên cho nó đẹp hơn có chút, tại vì nó đẹp quá đi. Sâu ngọc bích của mình đây các bạn ơi, chuỗi ngọc ngọc bích gì cũng là ẻm đi. Rồi mời các bạn ngắm thưởng thức nha, những cái hoa đẹp, những cảnh thần tiên nữa này các bạn. Wow, cảnh thần tiên này đó, cảnh thần tiên. Những cảnh thần tiên, những hoa sen đá nhà mình này các bạn. Hoa sen đá nhà mình nè, cảnh thần tiên này các bạn. Rồi. Mời các bạn thưởng thức nha. Quá đẹp luôn này các bạn. Đẹp ơi là đẹp luôn ha. Cái này mới là ngọc bích này. Ngọc bích này bắt đầu mới ra đẹp này các bạn. Đó, ra được nhánh rồi nè. Đó, cái này là ngọc bích này nha, sen đá ngọc bích nè. Sen đá chuỗi ngọc nè. Rồi, sen đá hột phơ nè, hột bẹt nè. À, hột bẹt kêu bằng gì quên rồi ha. Phơ đó, sen đá phơ đó. Sâu chuỗi ngọc bích. Sâu chuỗi phơ đây bữa. Cái hồ nào à, cục nào cũng lấy bự chưa nè. Hồ này nó đẹp rồi đó các bạn. Ngắm nha, ngắm sâu chuỗi phơ nha. Sen đá theo chuỗi phơ. Một bẹt á. Trân châu à, trân châu đúng rồi, sau chuỗi trân châu. Ba sau chuỗi này nó treo lên thấy đẹp quá các bạn ha, ba sau chuỗi luôn. Đẹp chưa? Quay xa cho các bạn thấy ba sau chuỗi này. Rồi, mời các bạn thưởng thức ba sau chuỗi ở dưới là tiên thánh luôn. Cảnh thần tiên luôn đó các bạn. Cảnh thần tiên nè. Mời các bạn, hello các bạn ơi, mời các bạn ngắm cái chậu hoa quỳnh này có ba màu luôn này các bạn, ba màu bông luôn, nở luôn, được ba bông quá đã luôn. Mời các bạn ngắm nha, cái hoa này, cái chậu này nó nhiều bông lắm á các bạn ơi, nở lay rai nở hoài thôi. Nở cho mình ngắm, nở cho các bạn ngắm ha. Các bạn ngắm nha. Hoa quỳnh thư giãn đó, đẹp lắm á. Ui có màu tím. Có cái này màu hồng, pink lemonade. Rồi cái màu đỏ ha, chụp cho các bạn thấy cái nhụy của nó đẹp không? Cái nhụy của nó. Còn cái màu trắng á, cái màu trắng với cái màu vàng này nó không có nở bung ra mà nó cứ lấp bấp vậy thôi. Còn cái này thì nó bung ra nè. Ui thêm một cái bút nữa, chưa nở, sắp sửa mai nở nữa. Thêm một cái bút ở trong đang đang hé nụ, đang dòm ra mình nữa nè. Quá lạ chưa, đẹp chưa? Buổi sáng ra ngắm hoa các bạn. Mình ngắm hoa mà các bạn ngắm hoa luôn ha. Ngắm cho đời lên vui vẻ, cho đời lên hương. Cho đời thư giãn các bạn ơi. Ba cái bông nở luôn một chậu luôn, ba cái màu luôn. Đẹp quá. Quá đã luôn, quá đã luôn, quá đã luôn. Một cái chậu này nó héo thì lắm, nó tốt lắm, nó đẹp lắm các bạn ơi. Ngắm đi, ngắm cho đời lên hương đi. Mời các bạn ngắm cái cây hoa giấy này nha các bạn. Mời các bạn ngắm cây hoa giấy màu đỏ, cây hoa giấy bonsai á. Màu đỏ lá cẩm thạch này các bạn, đẹp chưa? Nó nở lên rực rỡ rồi. Đó, cái chậu nhỏ xíu thôi, không có bự đâu nghe các bạn. Nó nở hết đợt kia rồi, nó nghỉ cái nó nở lại. Không biết nở năm bao nhiêu lần á ha. Hổm giờ nó nở 3 4 lần rồi đó các bạn. Ui da nó đẹp nè. Mời các bạn ngắm cái em hoa giấy này của mình nè. Hoa giấy màu đỏ mà đỏ đỏ rực luôn á các bạn.
mà lá cẩm thạch nữa, lá màu vàng, tra vàng xinh. Người ta kêu lá này lá cẩm thạch nè, quá đẹp luôn. Mà cây bonsai nữa, nhỏ xíu à, đó, đẹp chưa? Mấy cây bonsai là mua nhà cô Tươi á các bạn, chồng cô Tươi làm á nha. Các bạn thích bonsai thì tới nhà cô Tươi mua. Đó, đẹp chưa? Người ta dưỡng thành bonsai rồi, nó không có lớn nữa. Nên mình mua về trồng á, chân cũng đẹp lắm á các bạn. Mua cái màu này á, quá đẹp luôn. Đỏ 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 rực rỡ luôn á các bạn. Rồi mời các bạn thưởng thức cái em hoa giấy đỏ này nè. Hoa giấy đỏ mà lá cẩm thạch nữa mới lạ chứ ha. Chứ lá xanh thì đâu có đẹp. Ngắm nha các bạn, thưởng thức hoa giấy nha, bên mấy ông thần tiên ở này các bạn. Mấy ông thần tiên trong hồ cá, trên hồ cá chứ. À, đẹp chưa? Sẵn đây mình mời các bạn ngắm mấy ông thần tiên luôn, mấy ông thần trong hồ cá. Đây cũng có một cây bonsai, cây kiểng chứ, cây kiểng mà cái trái pít á, trái pít á, trái sung á, à, trái sung Mỹ á. Đây cây sung Mỹ đây các bạn ơi, chưa có trái, chắc mùa này có trái á. Các bạn ngắm mấy ông tiên mấy ông tiều nè, tiều ngư canh ngọc nè các bạn, tiều ngư canh ngọc, canh mộc ha. Trên biển, trên núi dưới biển đều có hết ha. Có cá nữa nè, có cá lội trong hồ luôn này các bạn, có hồ cá, có hòn non bộ nè. Mời các bạn ngắm một chút thư giãn ha, cảnh đẹp chưa, cảnh buổi sáng đẹp chưa các bạn, cảnh thần tiên luôn đó, cảnh hồ cá thư giãn lắm các bạn, quá đẹp ha. Đó các bạn thấy cảnh chưa, ngoài sau cả một hàng cây dừa của nhà neighbor người ta trồng cao lên như vậy, các bạn thấy cảnh đẹp quá ha. Đó mấy cây mùa đông bây giờ nó cũng không có tươi mấy ha, nhưng mà ở đây nó không có lạnh lắm đâu, nó cũng còn đẹp lắm á các bạn. Cây cối nó còn chưa rủ lá, chắc qua tháng 1 rồi mới bị, nên còn một chút xanh mơn mởn nè các bạn. Mời các bạn ngắm một chút xanh mơn mởn của hồ cá, của hòn non bộ ha, đẹp chưa, thư giãn chưa các bạn. Xa xa là một hàng cây cây lá dừa, cây lá dừa nhỏ nhỏ thôi người ta trồng để người ta chắn gió ha. Đẹp chưa, dòm thấy cảnh cũng quá đẹp luôn các bạn ha. Ui da, mà các bạn ngắm nha, ngắm một chút cho đẹp nha, ngắm một chút cho đẹp cái vườn nhà mình nè. Phía sau là trồng ổi, trồng đủ loại ổi nè, cherry nè. Đó mùa này ổi vẫn còn các bạn, ổi vẫn còn đang trái đang to rồi nè các bạn thưởng thức ha. Ui cha, ngắm hoa giấy nè, quá đẹp luôn. Cái hoa hồ điệp, cái lan hồ điệp các bạn ơi, nó nở rồi nè. Lan hồ điệp nó nở được 4 bông này. Đây bên này mới đẹp nè. Đó, cái bông này đẹp quá trời luôn á. Thấy chưa các bạn? Mà cái bông này mình mua năm ngoái mà năm nay nó ra bông lại này các bạn. Trồng nó chịu nó tốt rồi á. Nó tốt rồi, nó chịu rồi đó các bạn. Ôi nó ra tới 3 4 nhánh bông luôn á. Tha hồ mà ngắm ha. Đẹp chưa? Cái bông này đẹp lắm, này to lắm. Hồ điệp á, cái này lan hồ điệp á, dễ trồng lắm á. Chợ bán quá chừng à, cái chậu nó này các bạn treo lên nè. Treo lên nó đẹp á. Đó, đây em hồ điệp đây, em hồ điệp đây đó. Các bạn ngắm em hồ điệp nha, lan hồ điệp. Quá trời đẹp luôn, nó bự lắm.
ngắm thưởng thức nha các bạn. Lan hồ điệp đó em quay một vòng cho các bạn ngắm nha, quay một vòng đi em, quay một vòng đi em, quay một vòng đó, nó quay đó. Đây là hoa thiên điểu này các bạn ơi, hôm nay nó nở rộ luôn, đẹp lắm nè, quá trời đẹp luôn đó. Cái hoa thiên điểu giống như là con chim đó, nó có mỏ, nó có mồng đầy đủ đó các bạn. Ủa cái hoa này nó mới nở nè, đẹp rồi chưa. Hoa thiên điểu, mời các bạn ngắm hoa thiên điểu này, hôm nay nở nở rộ luôn, quá trời này các bạn. Ngắm chưa, ngắm hoa thiên điểu chưa, ngắm hoa xạ kết này các bạn, thư giãn nha, thư giãn thư giãn, quá trời hoa đẹp luôn á. Chỗ này nó mát mát á, hoa nó nở nó chịu quá trời luôn, mát mát mà đầy đủ nước á, nó chịu quá nên nở mê luôn, mấy chục bông luôn á các bạn, một bụi này nở mấy chục bông luôn, mê luôn, mê quá là mê luôn. Là cái màu vàng á, màu vàng nó đẹp thì thôi á, màu vàng nó rực rỡ, nhưng cái mồng nó có màu vàng có màu tím nè. Đó, cái bông nè, để gần cho các bạn thấy cái bông nè, quá trời đã chưa, đẹp chưa, mê quá ha. Chu cha, bông hồng nở tươi thắm luôn, tươi thắm cả một góc vườn luôn á các bạn. Ngắm hoa đi các bạn, ngắm hoa thư giãn đi, thoải mái chưa, thoải mái ha, quá đẹp luôn. Xin cảm ơn các bạn ha, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ bình yên và khỏe mạnh nè. Xin chào tạm biệt các bạn, bye bye, bye bye.